Thưa quý vị, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa ô tô của trưởng công an thị trấn Mường Lát, Thanh Hóa va chạm với xe máy chạy ngược chiều, khiến hai người tử vong. Thông tin từ Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Lát cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy, khiến hai người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Người gây ra tai nạn là ông Nguyễn Văn Mạnh, 34 tuổi, trưởng công an thị trấn Mường Lát. Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua, 18 tháng 11, ông Nguyễn Văn Mạnh lái xe bán tải chạy theo hướng quốc lộ 15C hướng từ trụ sở công an thị trấn Mường Lát về trụ sở công an huyện Mường Lát để dự họp. Đến đoạn đường cua gần cổng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường Lát thì va chạm với xe máy chạy ngược chiều. Hậu quả khiến hai nam thanh niên trên xe máy tử vong tại chỗ.